chị qua đây sinh lễ như ở dưới quê 100 con bò có bác, cho con góp ý kiến cái. Cái khu của mình là bác thả 100 con bò vô nó ị thúi nguyên một khu luôn chứ không giỡn. 100 con là 100 bãi, nổi tiền hốt không là mệt lắm đó. Ủa anh tính ra con tôi lấy con anh về hai đứa kéo đi trăng trâu hả? Chúng yêu cầu bò yêu cầu trâu hồi nào mà trăng trâu. Ủa ông kêu bò. Bò mà. Con đẩy 100 con bò vô xong rồi con mướn xe hút hầm tới là nó ra bãi nào là con hút bãi đó, hút ra bãi nào hút bãi đó. Tôi yêu cầu là phải có 15 chiếc xe, 2-3 cửa vậy đó. Hai cửa chuyện nhỏ, tôi sẽ mướn luôn 20 chiếc xe, 2 cửa lùa, hai bên có hàng ghế dành cho người thân với cái giường nằm cho anh thích không? Xe gì á? Xe cứu thương á. Bà không hả bà? Chứ gì nữa? Ba đừng làm khó cô Lisa. Đại sao vận động? Dạ sao vận động được, bác có cần trọng tài đúng không bác? Cái gì á? Lộn, tại con nghĩ sao vận động được đá banh. Anh lại bao nhiêu khách mạnh đòi sân vận động? Sân Mỹ Đình hơn 40.000 khán giả. Tôi đại búp phê. Chị Duyên à, đập đầu con chết bây giờ đó. Chết luôn đi cà đẻ.